sang ngay học bổng 20.000 đô cùng trường Blue Mountains Úc, trường số 1 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về ngành quản lý khách sạn. Bạn đang là học sinh, sinh viên và muốn tìm hiểu về ngành quản lý khách sạn, hãy tham gia ngay hội thảo tại khách sạn 5 sao Pan Pacific số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội. Sunrise Việt Nam sẽ hỗ trợ phương tiện đi lại cho học sinh từ Hải Phòng. Thời gian 2 giờ chiều thứ 7 ngày 31 tháng 3. Hội thảo bao gồm tour trải nghiệm tham quan khách sạn 5 sao Pan Pacific và giao lưu cùng cựu học sinh. Số lượng chỗ ngồi có hạn nên vui lòng đăng ký ngay qua Sunrise Việt Nam, tầng 5 tòa nhà sổ số 19 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền. Hẹn gặp các bạn tại khách sạn 5 sao Pan Pacific.